Ngày 26 tháng 12, Công an tỉnh Thái Nguyên lấy lời khai Hoàng Văn Chính, sinh năm 1976, ở xã Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên, để điều tra làm rõ việc người đàn ông này thảm sát 5 người vào sáng cùng ngày. Bước đầu, nghi phạm thừa nhận nghiện ma túy. Nhiều tháng gần đây, người đàn ông này mất ngủ, tâm lý bất ổn, luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Tại cơ quan điều tra, Chính khai sáng nay thấy vợ là chị Ma Thị Hưởng, sinh năm 1976, đòi bỏ nhà đi, nghi phạm đã nổi giận, dùng hung khí đánh vợ đến chết. Sau đó, Hoàng Văn Chính cầm dao đi ra đường, tiếp tục chém người thân và hàng xóm. Bốn nạn nhân bị Chính chém chết gồm anh Lường Văn Bánh, sinh năm 1974, anh rể của Chính, anh Hoàng Văn Luận, sinh năm 1975, chị Trần Thị Hường, sinh năm 1984, anh Hoàng Văn Nam, sinh năm 1994. Còn anh Lường Văn Hoàng, sinh năm 1966, cùng trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, bị chém trọng thương, phải cấp cứu. Anh điều tra, Chính thừa nhận mâu thuẫn với vợ. Ngoài ra, anh ta không xích mích với các nạn nhân khác. Sau khi chém 6 người, nghi phạm ngồi ở đầu đường rồi bỏ lên đồi chè. Sau khoảng 4 tiếng vây ráp, công an đã bắt giữ nghi phạm.